chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, mình đã quay trở lại rồi đây. Nói sao ta, hôm nay là khởi đầu một ngày khá là kiểu đáng thất vọng á. Thứ nhất là mình ngủ nướng, thứ hai nữa là trời mưa. Nhưng mà rất là may mắn là vì bên đây mọi người bắt đầu một ngày rất là trễ, tầm khoảng 10 giờ 11 giờ những cửa hàng mới mở cửa, cho nên cái việc ngủ nướng của mình cũng sẽ không ảnh hưởng mấy đến cái chuyến đi ngày hôm nay. Wow, xe máy ở ngoài kia họ chạy rất là ổn nha, rất là nhanh luôn á. Nè, mọi người có thể thấy nè, bây giờ là 10 giờ rồi nhưng mà cửa hàng mọi người vẫn còn đang đóng cửa. Mình đang trên đường đi ra ga tàu điện và sáng nay mình sẽ ăn một cái món rất là đặc biệt, đó là món tiểu long bao. Xe chạy ồn khiếp luôn á. Món tiểu long bao ở một cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở Đài Bắc. Chờ xíu nha, rồi có gì mình chia sẻ lại với mọi người. Đói bụng quá chừng rồi. Thiệt ra khách sạn mình ở buổi sáng họ cũng có ăn sáng, nhưng mà vì mình dậy trễ nên 10 giờ là hết ăn sáng rồi, cho nên thôi. Đây, mọi người có thể thấy là ở đây mọi họ có để cả tiếng Việt nữa nè. Hôm nay mình sẽ chọn là mua vé một chiều. Ga mình... Ôi, cái bà đó bà nói chuyện luôn. Ga của mình là ga Đông Men, là ga số R07 O6 này là 25 Đài Loan tệ. Mình sẽ chọn số tiền là 25 và số lượng vé, bỏ tiền vào đây sẽ đấy, thì bà nói hàng chưa, hãy cho tiền bạc vào. Mình chờ lấy vé thôi, đang xử lý, xin vui lòng đợi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Thông thường mọi người sẽ xếp hàng ở dưới này có cái line và sẽ chờ cho phía trong ra trước và ở ngoài mới vào. Bình thường mọi người có thể mua cái thẻ để mà nạp tiền vào đó đi, còn mình đi ít thì mình chỉ mua cái vé một chiều như vậy thôi. Mình vừa mới bị say tàu điện các bạn ạ. Tàu điện ở đây chạy đúng nhanh luôn, với lại mình đang đói bụng á nên bị hoa mắt, thành ra đứng trên tàu điện mà cứ tưởng tượng đến cái món bánh bao tiểu long bao. Bây giờ đi một xíu nữa sẽ tới được cái nhà hàng nữa rồi và sẽ được ăn sáng. Mọi người thấy đường phố khá là vắng nha, ở đây đường phố thông thoáng lắm, sạch đẹp và mọi người đi xe đạp rất là nhiều, mặc dù xe máy cũng nhiều nè, nhưng mà họ có quy hoạch chỗ đổ xe máy đàng hoàng. Các cô các chú lớn tuổi hoặc là các bạn học sinh cũng rất là hay đạp xe đạp ở đây, có một cái con đường riêng họ kẻ vạch dành riêng cho xe đạp. Ở đây có những cái chỗ để mà cho thuê xe đạp luôn, thuê xe đạp công cộng. Các bạn thấy các cái cô lớn tuổi hay cột tóc xéo một bên đó, mình thấy ở đây các cái cô gái mà trung niên, gọi là cô gái trung niên hơi kỳ, các cái cô mà lớn lớn tuổi xíu lại thích cột tóc kiểu như vậy, dễ thương á. Cái chỗ mình ăn sáng là chỗ bên kia, mọi người thấy có rất là nhiều người đang đứng xếp hàng thành một cái đường dài không? Mới sáng sớm thôi mà sao mọi người lại xếp hàng đông như vậy chứ? Đây là hình của cái con tiểu long nè. Việt Nam. Xin chào. Dạ, thanks. Mình có được cái phiếu ở đây và cái số của mình là 1050 và mình sẽ đánh những cái món mình cần ăn vào đây trước đã. Phía trước quán sẽ có một menu lớn ở kia để mọi người đến và chọn món trước. Thì có rất là nhiều món mà kiểu dim sum ăn điểm sống ăn sáng ở đây. Và mình sẽ kêu một phần tiểu long bao nhân thịt heo và một phần tiểu long bao nhân hải sản. Và cái này có một loại bánh mình thấy ghi là sao mai. Sao mai hình như là xíu mại. Mình sẽ kêu thêm một phần này nữa. Có cả mì, các loại mì, mì bò cũng khá nổi tiếng ở đây. Và có há cảo, có sủi cảo, có cả bánh xếp chiên, bánh bao, các loại rau xào. Ở trên bảng đây là số 1048 rồi, hai số nữa sẽ tới được mình. Phía kia là Taipei 101, một trong những cái tòa nhà cao và rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Tất cả những cái cửa hàng của Din Tạc Phung ở trên thế giới này, mọi người thấy rất là nhiều cửa hàng và có mặt ở cả Đài Loan, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan, Philippines, rất là nhiều. Và đây là cái chuỗi cửa hàng được mệnh danh là đã mang cái nền ẩm thực của Đài Loan đi xa ra thế giới, nhất là cái món bánh bao tiểu long bao rất là nổi tiếng.
The four xiao long bao and the green square xiao long bao are 5 pieces, and the shrimp xiao mai were 5 pieces. Yeah. On the third floor. Thank you. Third floor. Third floor. Thank you. Mình ở lầu 3 và mình sẽ đi lên trên. Ở ngoài đó sẽ có một cái bạn nhân viên check lại cái phần mà tích của mình trước khi mình lên. Wow. Cửa hàng này cũng khá là lâu đời rồi nên nhìn cũng khá cũ ha. Lầu 2 rồi nè. Hay. Mình đã vào trong được cái nhà hàng này rồi. Xếp hàng cũng nhanh lắm, tầm khoảng hơn 10 phút thôi. Bình thường thì những cái ngày cuối tuần hay ngày lễ mọi người sẽ phải xếp hàng lâu hơn. Nhưng mà hôm nay mình đi vào lúc đầu tuần, thành ra là không phải xếp hàng lâu lắm. Không gian xung quanh rất là ấm cúng nha. Và mọi người nói chuyện khá là ồn, kiểu giống như là những cái nhà hàng châu Á khác thôi. Và khi mà ăn vào đây thì mọi người sẽ dọn cho mình một cái ly trà nóng và một cái dĩa gừng. Dĩa gừng này để mà mình pha cái nước để mà mình chấm với lại cái há cảo hay những cái món mà tiểu long bao của mình. Khi mà pha thì các bạn sẽ pha, ở đây có cả giấm nè và nước tương, một phần nước tương thôi và khoảng 2 đến 3 phần giấm này, tùy vào các bạn có thích chua hay là ít chua hay là chua nhiều mà có thể pha nhiều hơn theo sở thích thôi, không có phải là bắt buộc cố định đâu. Đây là cái nước để mình chấm. À, đây là tiểu long bao truyền thống nhân thịt heo. Mình kêu 10 cái tiểu long bao gồm có 5 cái nhân thịt heo truyền thống và 5 cái nhân rau củ và hải sản. Cái điều đặc biệt của cái món tiểu long bao này á, là nằm ở trong cái phần nhân của nó. Ở trong nhân nó có cái phần nước dùng thịt á, khi mà mình cắn cái bánh bao nó sẽ trào ra ngoài. Và khi mà mình gấp vào nè, nó sẽ có bọng nước ở dưới. Mọi người thấy nè. Đấy, nó có bọng nước ở dưới. Và khi ăn thì mình sẽ đâm một lỗ trên bánh trước, xong rồi sẽ húp thử cái nước ở trong bánh. Nước thịt trong đây rất là ngọt nha. Và kiểu nó sẽ hơi hơi sệt sệt giống như nước hồng xương mà mình hay ăn vậy đó. Đố các bạn biết vì sao mà họ có thể làm cái bánh bao có nước như vậy được. Họ sẽ đông cái viên nước súp á, cái viên súp thịt khi mà lạnh nó sẽ đông lại. Và họ sẽ lấy cái viên mà nước đã đông lại đó, họ gói với thịt và họ bao cái vỏ bánh bao bên ngoài, họ mới đem hấp đi. Và khi nhiệt độ cao thì cái nước đó nó sẽ tan ra, nó thành cái nước súp này. Và khi mà mình đã húp hết nước trong này rồi, mình sẽ chấm cái này vào trong cái nước tương gừng này. Chấm vào đây luôn để cho cái nước tương này nó thấm vào trong cái lỗ của cái chỗ mà mình vừa mới đâm xong á. Và mình ăn cùng cái này và một miếng gừng. Cái vỏ bánh bên ngoài rất là dai và mỏng. Phần nhân thịt ở trong á rất là ngon nha. Họ ướp vừa phải, là không có phải là mặn hay là ngọt lắm đâu. Cái vị thịt vẫn còn giữ được nguyên bản. Và có cái vị chua chua của giấm còn với thơm thơm của gừng. Ăn rất là ngon, nhưng mà mình vẫn thích ăn cái món này bằng cách là ăn nguyên cái bánh vào luôn chứ không có đâm lỗ mà hút cái nước dùng trước. Tại vì khi mà mình ăn nguyên cái bánh vào luôn á thì cái bánh nó sẽ bể ra và cái nước dùng nó tràn trong khoang miệng nó sẽ ngon hơn. Đó là cái cách mình hay ăn cái món này ở đây. Chấm đẫm vào trong tương này, kẹp một xíu gừng lên trên và ăn hết ở trong miệng. Rõ ràng là ngon hơn tại vì nước dùng nó trào vào trong khoang miệng rất là thích. Đây là một trong những cái đặc sản mà bạn nào đến Đài Loan đều phải thử qua, bánh bao tiểu long bao. Một trong những món ăn mà được vua Càn Long hồi xưa rất là thích. Nó có một cái tích truyền là hồi xưa ông Càn Long ổng đi tuần á, ổng thấy cái bánh này ăn thấy ngon quá. Mà cái bánh tên là tiểu long bao, tiểu long có nghĩa là cái lồng tre để mà hấp bánh á. Nhưng mà vua Càn Long ổng thích quá nên ổng bảo là phải đổi chữ long trong cái lồng đó thành chữ long là con rồng để mà nghe cho nó sang chảnh hơn. Đó, cho nên từ đó về sau cái món tiểu long bao nó nổi tiếng khắp Trung Quốc luôn. Nhân thú đã. Nhưng mà từ khi mà cái cửa hàng này ra đời á và hai vợ chồng đó bán cái món này vào tầm khoảng năm 1972 bảy mươi mấy á thì cái món này mới bắt đầu nổi tiếng toàn Đài Loan và toàn thế giới. Cho nên bạn nào mà đến Đài Loan thì phải ghé đây để mà ăn thử cái món tiểu long bao này, một trong những đặc sản mà rất nổi tiếng ở đây. À, mình còn kêu thêm một cái dĩa, một phần nữa là xíu mại mà có tôm ở phía trên, nhìn rất là đẹp ha. Họ làm cái hình dáng cũng gần giống như cái bánh tiểu long bao vậy đó.
nhưng mà ở trong là nhân thịt và có để một con tôm ở phía trên chấm đẫm vào trong cái tôm gừng này, kẹp thêm một xíu gừng. Cái bánh này cũng có cái phần nước giống như cái tiểu long bao, không hiểu tại sao họ lại gọi là xíu mại. Vỏ bánh cũng là vỏ bánh của tiểu long bao, cái phần nước dùng ở trong cũng giống, khác là họ bỏ một con tôm tươi ở trên thôi. Cái này phải gọi là tiểu long bao phiên bản có tôm ở trên thì đúng hơn là cái gọi là xíu mại. Mình còn kêu thêm một cái phần nữa là hoành thánh, cái sốt ớt này màu rất là cay, khi ăn thì mình sẽ trộn lên, mình sẽ trộn tất cả lên. Cái bột rất là trong nha, bột hoành thánh rất là trong và mỏng, nhìn thấy được con tôm màu đỏ ở trong luôn. Lấy một miếng bánh hoành thánh tôm bỏ vào đây, sang thêm một xíu súp nữa. Cái sốt xì dầu và ớt ở trong đây rất là thơm. Mình sang thử xem nó cay cỡ nào. Tôm ở trong rất là tươi, cái lớp hành thánh á rất là mượt và rất là mỏng luôn á. Món này khá là cay nha. Mình nghĩ khi mà ăn á thì nên cho thêm một xíu giấm vào để cho nó có cái vị chua chua, nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây, xong rồi sẽ đi tham quan tiếp Đài Bắc. Vậy nha. Mình vừa mới thanh toán xong. Một cái điểm đặc biệt lưu ý ở đây là mọi người chỉ thanh toán bằng tiền mặt thôi, không có nhận thanh toán bằng thẻ đâu. Hồi nãy đi ra, lúc mà mình đi ra cái kiểu như là mọi người đứng chờ đông hơn lúc sáng gấp mấy lần luôn. Cho nên nếu mà ai muốn mà đỡ phải chờ lâu thì nên đến đây vào buổi sáng sớm, ăn đúng cái kiểu điểm xong để mà ăn sáng luôn. Giờ mình đi bộ lên phía trước. Một trong những cái điểm tham quan rất là nổi tiếng ở Đài Bắc đó là cái khu đài tưởng niệm của Tưởng Giới Thạch. Đường xá thì cũng không có rộng hơn Việt Nam mình là mấy đâu, nhưng mà vì phương tiện công cộng phát triển á, thành ra là cũng rất ít kẹt xe. Qua khỏi ngã tư này là tới bên kia là khu vực tưởng niệm của Tưởng Giới Thạch rồi. Ngoài đường mọi người có thể thấy chủ yếu là taxi, xe buýt và phương tiện cá nhân rất ít. Ở đây có một bảng thông tin, mình đang ở góc đường này và mình sẽ hơi ngược, bình thường mọi người sẽ đứng ở ngoài cổng chính và đi vào đây. Hai bên là cái nhà hát quốc gia và cái phòng nhà hát quốc gia và cái phòng hòa nhạc quốc gia. Rồi đi thẳng vào đây là cái khu vực đài tưởng niệm của ông Tưởng Giới Thạch. Nên bây giờ mình sẽ đi vào đây mình tham quan cái đài tưởng niệm trước, rồi mình sẽ đi vòng ra cái cổng chính sau. Ôi mát quá, trong đây nhìn như một cái công viên vậy đó. Hai bên là hai cái khu vực hành lang. Ôi chim hát, lộn chim hót véo von luôn á. Ông Tưởng Giới Thạch là một trong những nhà lãnh đạo cũng như là chính trị gia rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Thiệt ra thì trong lịch sử Đài Loan thì người dân Đài Loan rất là khâm phục và kính trọng ông. Trong khi đó ở bên Trung Quốc thì ngược lại, chính quyền Trung Quốc thì lại coi ông như cái gai trong mắt. Cho nên những cái gì mà các bạn đọc theo tài liệu của Trung Quốc thì nó sẽ có cái gì đó xấu hơn. Mình đang đi ở trong cái khuôn viên này. Đây là cái cây tổ điểu nè, cái cây này ăn được luôn á, cái lá này ăn rất là ngon. Chim hót rất là nhiều nha. Cái khu đài tưởng niệm này được xây dựng vào năm 1976, sau một năm ngày mất của ông Tưởng Giới Thạch, và xây trong vòng 5 năm thì mới hoàn thành. Và nơi đây là một trong những cái điểm tham quan mà hầu như ai đến Đài Loan, Đài Bắc thì cũng phải ghé qua đây. Khu vực phía trước các bạn thấy là cái cổng vào chính này, và hai bên là cái nhà hát, nhà hòa nhạc quốc gia. Và phía bên đây của mình là cái khu vực đài tưởng niệm. Ở đây các bạn sẽ thấy có khoảng 89, có đúng chính xác là 89 bậc thang, là cái số tuổi của ông Tưởng Giới Thạch. Và cái màu trắng là tượng trưng cho mặt trời, cái ngói mái ngói màu xanh tượng trưng cho cái bầu trời xanh. Và bây giờ mình sẽ đi bộ lên trên đó để mà tham quan phía trong. Phía trước này họ đang bảo trì hay là xây dựng bảo dưỡng cái gì đó nên nhìn không được đẹp như mọi khi. Đài tưởng niệm này xây trong vòng 5 năm, năm 1976 sau khi mà ông Tưởng Giới Thạch mất, và 5 năm sau đó hoàn thành vào năm 1980 và mở cửa cho mọi người vào đây tham quan. Cái kiến trúc của khu đài tưởng niệm này á là theo kiến trúc của Trung Hoa, xây dựng những cái
Các bạn có thể thấy là cái phần mái ngói nè, vì kèo nè, rất là giống cái phần Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Ở phía trước sẽ có một cái cánh cổng cao 16m và nặng tới 75 tấn lận. Khi vào trong thì mọi người sẽ thấy có tượng của ông Tượng Giới Thạch ở chính giữa. Và ở phía trên tượng có 6 chữ, các bạn thấy không? 6 chữ đó có nghĩa là đạo đức, dân chủ và khoa học. Tượng trưng cho cái đường lối của ông khi mà lãnh đạo Đài Loan. Ông là một trong những người mà được người dân Đài Loan rất là kính trọng. Nhưng mà đổi lại thì chính quyền Trung Quốc lại rất là ghét ông. Tại hồi xưa ông là bên phe cải cách, phe dân chủ. Sau khi năm 1949 mà chính quyền của ông thất thủ thì ông và những người thân cận quyết định rút về đảo Hải Nam hoặc là đảo Đài Loan để mà cố thủ, chờ ngày phản công giành lại đại lục. Thật ra mong muốn ban đầu của ông Tượng Giới Thạch là sẽ rút quân về phía Tây Nam, dùng sông Trường Giang là ranh giới tự nhiên để chia đôi Trung Quốc. Nhưng mà khí thế đảng đối lập lúc đó đang dâng cao, sông Trường Giang không có đủ ngăn cách về lợi thế phòng thủ. Cộng với lòng dân cả đại lục cũng đang bị lũng đoạn phe phái, đảng phái này nọ. Thì cuối cùng Đài Loan là nơi được chọn nhờ vào địa thế dễ phòng thủ và dễ phản công của mình. Mọi người hãy thấy nè, ở phía trên đỉnh mái có hình mặt trời màu trắng trên cái nền trời màu xanh nước biển. Đây cũng là cái hình ở trong lá cờ của Đài Loan luôn. Màu trắng và màu xanh thì tượng trưng cho sự bình đẳng, tự do, dân chủ, tiến bộ. Và cái 12 tia sáng phát ra từ cái mặt trời tượng trưng cho 12 tháng trong năm, hoặc là 12 canh giờ trong một ngày. Có rất là nhiều ý nghĩa sâu xa nữa, nhưng mà mình không có nhắc đến ở đây. Chỉ là cái ý nghĩa cơ bản là vậy. Sắp đến cái lễ mà giao ca, cho nên cái anh nhân viên nó đang kêu mọi người đi ra ngoài để mà họ thực hành cái nghi thức đổi ca. Lễ này sẽ cứ một tiếng đồng hồ sẽ diễn ra một lần. Và chị đó và chú kia đang thuyết minh về cái lịch sử ra đời của cái đài tưởng niệm này, cũng như là nói về một số cái thông tin về Tượng Giới Thạch. Ở đây có các em nhỏ, các em này cũng đến để mà xem cái lễ giao ca của các anh lính gác. Ở trên đầu em nào cũng đeo một cái lá cờ Đài Loan kìa. Ở phía dưới của cái khu đài tưởng niệm là khu vực giống như là một cái bảo tàng, trưng bày những cái vật dụng, những cái trang phục mà ông Tượng Giới Thạch ông sử dụng lúc còn sống. Đó có những cái bức hình của ông Tượng Giới Thạch lúc xưa, nhìn ông cũng rất là giản dị ha. Cứ khoảng mỗi tiếng đồng hồ thì sẽ diễn ra một cái lễ giao ca như vậy. Thì lễ giao ca nó sẽ kéo dài khoảng tầm 10 phút hơn. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này ngồi một xíu, xong rồi đi tham quan một vòng, rồi kiếm cái gì đó để ăn trưa. Thực ra hồi sáng chỉ ăn có mấy cái bánh tiểu long bao, không có đủ no cho lắm. Gần đây cũng có một vài tiệm, có cả tiệm mì bò rất là nổi tiếng nè. Và có cái tiệm mà cơm truyền thống bán cơm thịt kho cũng khá là nổi tiếng. Giờ thì phân vân không biết là nên ăn bò hay là nên ăn cơm truyền thống.
thôi lại đằng bên kia ngồi nghỉ một xíu rồi suy nghĩ thêm sau. Đang ngồi đây để mà dụ mấy em sóc ra. Thường ví dụ mình ngồi xuống như vậy nè, tụi nó sẽ tưởng mình có đồ ăn mang đến cho tụi nó. Có một con đang bị đưa chạy mất rồi. Mình cứ ngồi chụm chụm như vậy, nó sẽ tưởng là mình có đồ ăn á. Xong rồi tụi nó sẽ trên cây chuyển xuống và nó sẽ chạy lên gần mình, nó điều tra. Tại vì hôm nay mình không có mang theo bánh, bạn nào có. Bây giờ giả bộ cầm đất lên này, tụi nó sẽ đến. Ăn không? Đồ với em ngu ngốc. Mình đang trên đường đi đến một cái tiệm mì bò gân rất là nổi tiếng ở Đài Bắc, khai trương năm 1963. Và có rất là nhiều ý kiến trái chiều xung quanh cái tiệm này. Có người thì bảo là rất là ngon, mà có người thì bảo là vị rất là bình thường và rất là mắc. Mà thật sự nó mắc thật. Nó mắc và vì nó nổi tiếng nên phục vụ của nó cũng, và nó đông nữa, nên phục vụ, cách phục vụ này nọ cũng sẽ không tốt như những cái quán bình thường. Phía trước mặt mình là quán đây. Và mình sẽ vào trong đó và kêu một cái tô mì ra để mà ăn. Cái tiệm mì này thì gần cái chỗ mà đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch lúc nãy mình vừa mới đi qua. Ở đây thì mình thấy có cái menu của quán để trước cửa này. Nổi tiếng nhất là cái phần mì với lại bò bắp. Thường thì mình sẽ ăn phần cay. Và bạn nào ăn cay không được thì kêu là ít cay thôi. Tô nhỏ là 240, tô lớn là 270 Đài Loan tệ. Giá cũng khá là cao nha. Tô nhỏ và tô lớn nó chỉ khác nhau ở lượng mì thôi, chứ còn phần thịt thì nó cũng tương đương nhau. Ở trong đây mình có thể nhìn thấy được các anh đầu bếp trong đây sẽ làm một cái tô mì ra sau. Phần nước dùng sẽ được múc ra đầu tiên ở trên kia. Xong rồi mì chính họ sẽ bỏ mì vào trong luôn. Cho nên sợi mì, đó là lý do tại sao sợi mì ở đây nó sẽ hơi mềm mà nó sẽ không có dai. Thông thường những cái mì chợ khác mình ăn á thì họ sẽ trụng mì qua nước lạnh, sau khi mà mì chính sẽ trụng qua nước lạnh mới bỏ vào trong nước dùng. Bây giờ thì cái tô mì của mình đã được mang ra rồi. Nhìn đầu tiên vừa mới bưng xuống là cái tô mì rất là nóng và rất là cay, nghe cái mùi ớt xộc vào mũi luôn. Xung quanh đây khá là đông người nên mình sẽ nói nhỏ nhỏ thôi, không dám nói lên tiếng. Đây mọi người có thể xem cái tô mì của mình nè. Mình kêu cái tô này là tô bò gân, có một nửa bò và một nửa gân bò ở đây, và phía dưới là mì. Phía trên mình có thể thấy được bốn miếng bò rất là lớn, bắp bò nè, và có hai miếng gân. Bên dưới là mì, có hành lá ở trên nè, các bạn có thể thấy cái dầu ớt nè, nó đỏ luôn. Mình sẽ trộn lên nha. Đây là cái sợi mì của họ, sẽ lớn hơn sợi mì bình thường một xíu, khá là nóng. Mình sẽ thử cái nước dùng đầu tiên mà không nêm gì cả. Một xíu nước dùng, có cả cái phần dầu ớt ở trên này, thơm quá. Cái mùi ớt và cái mùi tương đậu lên men á, rất là rõ. Vị của nó khá mặn, và cái vị tương rất là rõ trong này, và nó khá là cay. Rất là đậm cái vị nước bò hầm. Mình sẽ ăn thử cái miếng ngon nhất trong này là miếng bắp bò rất là lớn, và có cái gân trong trong ở giữa này, nhìn rất là hấp dẫn nha. Và họ hầm khá là mềm, chứ còn lấy muỗng đẩy như vậy thôi nó đã muốn rớt ra từng thớ rồi. Thịt bò rất là mềm, nhưng mà cái phần gân, sớ gân ở trong cái phần mà bắp bò nó vẫn còn dẻo, hơi mặn một xíu. Hoàn toàn không cảm nhận được vị ngọt ở trong đây, kiểu như là họ nêm cái vị nghiêng và vị mặn nhiều hơn. Khá là ngon, nhưng mà mình không thích cái mùi tương đậu đậm như vậy, nó át mất những cái mùi khác. Trong đây hầu như là mình chỉ cảm nhận được mỗi vị tương đậu, hình như có hơi xíu xíu mùi gừng nhưng mà nó không rõ lắm. Vị tương đậu nó át hết, mùi hành lá ở phía trên cũng không rõ luôn. Và cái mùi của ớt nữa, nó khá là có nhiều mùi dầu ớt trong này. Đây là phần gân, là một trong những phần rất là hấp dẫn. Ở Việt Nam khi mà ăn phở mình rất là hay kêu gân này ra để ăn. Cái miếng gân rất là dài và khá là mềm. Ôi nó đứt làm hai rồi. Đây miếng gân rất là mềm. Mọi người có thể nhìn thấy, mình chỉ cần gấp mạnh một xíu thôi là nó có thể đứt làm hai. Mình sẽ ăn thử miếng gân này. Gân á, rất là dẻo và kiểu như là collagen vậy.
nó kiểu có cái độ dính dính trong miệng rất là thích. Nhưng mà nghe bảo ăn cái này đẹp da lắm nên mấy chị em thì có thể kêu cái cơm này ra để ăn. Sợi mì khá là trơn, rất là mềm, đặc trưng của cái loại mì của người Hoa á. Và sợi mì ở đây cũng sẽ lớn hơn bình thường một xíu. Quán mì bò này thì thành lập từ năm 1963 rồi, năm mươi mấy, gần 60 năm rồi. Và giá của nó cũng không hề rẻ. Cái tô này của mình là 260 Đài Loan tệ, 260 nhân ra thì cũng gần 200.000 một tô bò như vậy. Thông thường mình ăn cái này, mình hay bỏ vào một xíu cái cải chua ở đây, tại vì cái cải chua này sẽ giúp cho mình ăn đỡ ngán hơn. Bỏ một xíu vào thôi, tùy mỗi người, có người không thích và có người sẽ thích. Có cải chua vào dễ ăn hơn hẳn. Cái cải chua này nó làm cho vị giác của mình kích thích hơn và nó đỡ bị ngán bởi dầu mỡ hơn. Bạn nào mà đến Đài Bắc thì có thể ghé qua đây để ăn thử món mì bò ở đây. Một cái loại mì bò mà rất là có cái mùi vị đặc trưng của tương và độ cay của ớt nữa. Ở đây Đài Bắc có rất là nhiều cái quán bán mì bò và vài ngày tới mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một số quán khác nữa. Và cái hương vị cũng vậy, mỗi quán sẽ có hương vị khác nhau. Giống như phở ở Việt Nam mình vậy đó. Khắp Đài Bắc khoảng tầm vài trăm mét, một hai cây số là bạn có thể bắt được gặp một cái quán bán mì bò như vậy. Nhưng mà chỉ có một vài quán thì mới là ngon và được người địa phương lựa chọn. Giờ mình sẽ ăn tiếp nha. Rồi mình sẽ đi vòng vòng Đài Bắc tham quan tiếp nữa. Ở gần đây có một quán bán kem xoài. Xíu nữa hy vọng sẽ đi qua đó ăn kem xoài để tráng miệng, tại vì ăn cái này dầu mỡ hơi ngán. Mình vừa mới ăn xong tô mì bò của mình. Thật ra nó là tô nhỏ đó nhưng mà cũng rất là nhiều mì. Và bạn nào mà kiểu sức ăn yếu thì có thể kêu một cái tô lớn và hai ba bạn cũng ăn chung. Còn mà đừng bao giờ kêu tô lớn ăn một mình nha. Rất rất là nhiều mì. Và nó cũng khá là nhiều dầu mỡ nên sau khi ăn xong thì mình cảm thấy bị ngán luôn á. Và mình không có ăn nổi món gì được luôn. Nên bây giờ mình sẽ quyết định mình đi chợ đêm. Từ đây đến chợ đêm khoảng tầm 30 phút là đã đủ thời gian để cho mình kiểu tiêu hóa thức ăn và có thể ăn tiếp những món ở chợ đêm rồi. Tính ăn kem xoài ở gần đó, nhưng mà kem xoài ở đó thì cũng không phải là quán ngon nhất. Cho nên thành ra là cũng sẽ để dành kem xoài ở một ngày khác. Đang trên đường ra chợ đêm thì mình nhìn thấy một quán bán món bánh bao nhân thịt heo và tiêu á, gọi là hủ sao biển. Một trong những cái món bánh bao nướng rất là đặc sắc của Đài Loan. Mọi người đang xếp hàng ở sau đây. Và bây giờ mình xếp hàng mua một cái bánh bao ăn. Nhâm nhi trên đường đi tới chợ đêm. Đầu tiên họ sẽ bỏ cái phần nhân thịt heo và tiêu vào trong. Sau đó sẽ lấy một đống hành ướp lên trên và gói lại, rất là nhiều hành lá. Bánh bao trước khi vào lò sẽ được xịt một lớp nước để cho nó có thể dính vào cái thành lò tốt hơn. Ở bên đây tiệm còn bán cả khoai lang nướng. Những cái bánh bao tiêu hủ sao biển đang được nướng ở phía trong cái lò. Các bạn thấy mọi người sẽ dán cái bánh bao đó vào thành lò và ở phía dưới có lửa. Mình vừa mới mua được một cái bánh bao của sao biển ở phía sau này. Mọi người xếp hàng rất là dài. Còn có mười mấy người đang chờ ngoài kia. Tại vì họ sẽ làm cái từng đợt á. Đợt bánh như vậy là một cái lò bánh nướng xong là sẽ bán một loạt. Xong họ lại làm cái đợt mới lại chờ thêm 15 phút để mà nướng tiếp. Nhưng mà cái này cũng là một cái chiêu kinh doanh rất là hay nha. Kiểu như là người ta thấy xếp hàng như vậy, người ta sẽ đi vào xếp hàng và mua tiếp. Càng ngày quán sẽ càng đông. Một cái chiêu mà bên Đài Loan mình thấy họ dùng rất là nhiều. Mình vừa mới mua một cái ở đây 35 đồng là khoảng tầm khoảng hai mấy ngàn Việt Nam mình đó. Họ rất là nóng lắm, hỏi luôn, nó lấy trong lò ra là mình được cầm trên tay liền. Ở phía trên rất là nhiều mè. Mùi rất là thơm, mùi tiêu nè, mùi hành lá, mùi thịt heo bằng ở trong này. Cảm giác giống như cái mùi mà nhân bánh bao khắp của mình vậy đó. Nhưng khác ở chỗ là cái này nó dán vào trong cái thành lò để nướng lên thôi. Ăn thử cái vỏ bánh nha. Cái vỏ bánh hơi khô, tại vì bánh nướng á. Ở trong phần thành lò nó sẽ cứng hơn, ở ngoài này sẽ xốp hơn. Khá là thơm mùi dầu mè và mùi mè ở phía trên mặt nữa. Bây giờ cái nhân ở trong nó thơm này. Đúng lắm luôn á, cái này mà ăn không cẩn thận sẽ bị rụng răng luôn á.
chân thịt heo đúng không? Để phía dưới cái miếng bột, xong rồi để ốc đóng hành lá lên trên, xong gói lại, xong rồi để mè lên trên cùng. Cho nên trong đây có rất là nhiều hành lá. Phần chân thịt heo ở trong rất là thơm mùi dầu mè, có xíu xíu mùi xì dầu nữa, là mùi nước tương á, và rất là nhiều hành lá tiêu. Và cái vị nó gần giống như vị bánh bao vậy đó, cái vị nhân gần giống như vị nhân bánh bao, rất là ngon. Và đặc biệt là cái vỏ bánh ở bên đây nó gần với thành lò nó sẽ cứng hơn, còn bên ngoài nó sẽ xốp hơn. Bánh rất là rẻ, mình nóng hết, kiểu này chắc răng mình sẽ rụng hết là vì quá nóng. Giờ mình sang tiếp và mình đi thẳng qua bên kia là chợ đêm rồi. Chào buổi tối tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Bây giờ mình đang ở chợ đêm Ximending, một trong những chợ đêm rất là nổi tiếng ở Đài Bắc. Ơi công an tới, công an tới nên chú này chưa phải bỏ chạy. Mấy chú này giải tán rất nhanh khi mà có một chú công an lái xe tới. Ôi y chang bên Việt Nam mọi người ơi. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.